chia sẻ cái cách mà bà con cô bác anh chị trồng tất cả các loại rau cải tại vườn, đặc biệt nhất là ở các quốc gia mà thời tiết lạnh, không cần cô bác anh chị phải gieo hạt từ hạt giống làm gì cho nó mất thời gian lâu hơn. Cái cách là rất là nhanh gọn và đảm bảo hiệu quả 100% từ cái những cái cây con mà cô bác anh chị ra trung tâm mua bán đồ làm vườn mua sẵn về, một phát phang một đập ăn ngay, không cần gì phải mất thời gian quá trình gieo hạt thì nó lâu hơn, thậm chí là nó khó, mình chưa biết là cái hạt nó có đảm bảo để cho nảy mầm hay không. Đặc biệt nhất là nữa là những người mà mới bước vào nghề làm vườn thì cái cách như thế này nhanh gọn và chuẩn luôn. Trên tay Vinh Đê đây, bởi vì trong thời điểm bắt đầu tháng cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì cái vườn nhà mình nó rất là nhiều, có những lúc lên đến cả 150 mấy đủ các loại giống rau khác nhau, chưa kể là hoa và những cây ăn trái. Cô bác anh chị thích cái giống cây rau gì thì có thể mình ra những chỗ bán đồ bán làm vườn, chẳng hạn như su hào đây, nhà thì cũng rất là nhiều hạt, nhưng mà trong thời điểm mà đang đợi nắng ấm để gieo hạt thì Vinh Lê làm quả cây con phang luôn. Tất cả các loại rau xà lách cuộn, xà lách đỏ rồi là xà lách xoăn là đều mua như thế này thôi. Thực ra thì cô bác anh chị nên tìm những cái chỗ mà người ta bán đồ làm vườn, có những chỗ bán rất là rẻ, cũng không phải là mắc. Như ở Anh Quốc thì chỉ hơn một đồng bảng thì khoảng 6 đến 8 cây về là mình trồng luôn, đỡ phải lăn tăn. Rồi cái súp lơ tím này, những cái gì mà mình thấy nó đẹp đẹp thì là mình mua ngay một đập ăn quan. Và cái cách trồng như thế nào thì mình sẽ chia sẻ luôn với cô bác anh chị luôn nhé. Nếu cô bác anh chị dùng đất mới thì là có thể mình mua những cái loại đất nó là compost để dùng cho ươm hạt những cây con. Đất nó là đất đặc và cũng có một chút phân sẵn, chứ không phải là cái đất mà xốp mà nó có những cái phân động vật rất là mùi. Cái đấy thì cũng rất là càng tốt. Nếu mà cô bác anh chị trồng ở tầng cao hoặc là ban công thì lên tận dụng những cái đất mà compost, nhưng mà nó không phải là loại đất có phân pha bằng phân động vật nó mùi. Cái loại đất này là yên tâm là trồng tầng 50 hay là tầng bao nhiêu cạnh nhà hàng xóm vô tư thoải mái, không vấn đề gì, cây rất tốt và phát triển OTK mà không bị ảnh hưởng mùi. Còn nếu mà trồng tại vườn thì cô bác anh chị lên tìm những loại phân nó có đất nó có phân động vật bằng phân bò, phân ngựa, phân trâu, đại khái là nó có mùi khi mà mình đưa ra. Còn cái cách của Vinh Lê hôm nay nữa thì là một trong những cái đất cũ của hàng năm nhà mình tận dụng, không có dùng đến đất mới nhiều. Đất mới chỉ là chủ yếu để ươm cây con thôi. Như cái đất này là đất mà cô bác anh chị biết là của hàng năm mình đã dùng qua, và mình đổ ra như thế này, đánh tơi ra xong để phơi cho nó một vài nắng, cho nó khô lại để cho nó hết những cái trứng con sâu bệnh, mầm mống lấm rồi là sâu bệnh. Năm nay thì mình trồng thêm cả cái, dùng thêm cả cái phân bằng xương cá và máu cá người ta đã sơ chế để cho nó thành cái phân như thế này. Đây, như các anh chị nhìn thấy nó như là cái hạt cát trên sa mạc đấy. Và cái phân gà đây nữa, phân gà này thì cũng rất là tốt, nhưng phân gà này nó hơi bị trần văn mùi một tí. Khi mà cô bác anh chị đưa ra trộn vào thì nó hơi mùi, nhưng mà không phải là mùi quá, nhưng mà nó cực tốt cho những cây rau. Chính vì thế thì cái phân gà này thì mình cũng đổ trộn nó vào cái đất cũ. Đó, cái liều lượng thì cô bác anh chị cứ áng chừng thôi. Thì mình càng muốn cho cây rau nhanh tốt thì mình càng cho nhiều thêm một chút vào thì cũng không sao. Trộn lại như thế này thì sau khi quá trình mình chăm thì nó nhàn hơn, không cần phải tưới nhiều. Đồng thời rắc thêm một chút phân xương cá nữa. Đây là mình làm hàng năm tất cả những cây rau cải, cô bác anh chị cứ yên tâm như thế này thôi.
đảm bảo chỉ có sau đó mình tưới bằng cái nước phân bằng rác bếp thải ủ, mình đổ nước vào mình tưới, thế là rau 100% organic, chả phải lăn tăn cô bác anh chị sợ đến cái vấn đề hóa chất hay là thuốc kích thích hay là rồi là làm cho cái sức khỏe con người như thế này. Hôm nay thì Vinh đây chia sẻ cái cách là để cho cô bác anh chị trồng rau bằng hình thức không cần phải mất thời gian gieo hạt. Cô bác anh chị cứ như thế, như thế này là xong nhá. Còn cái cách thức chậu dùng bằng chậu không đục lỗ thì Vinh đây sẽ có những clip kế tiếp để chia sẻ với cô bác anh chị cái cách của nhà thì trồng bằng thùng chậu không đục lỗ. Nhưng mà tiện đây cũng nói sơ sơ qua cho cô bác anh chị biết là cái đục không đục lỗ là ở các quốc gia mà thời tiết mưa ít thì nó rất là tiện, bởi vì là không phải mất công chăm nhiều, bao nhiêu thứ nước thức ăn tưới nó đều bón cho cây rau. Chính vì thế là cái vườn rau nhà mình xanh mươn mướt, không hề có sâu bệnh, và mình có thể mình di chuyển đi bất cứ một chỗ nào đó nó cũng rất là sạch sẽ và gọn gàng. Cái con giống khi mà cô bác anh chị mua thì nó có nhiều loại, là nó phân thành từng cái con chip. Vinh đây sẽ có những cái clip để chia sẻ với cô bác anh chị là gieo hạt giống bằng cái con chip, bằng cái sơ dừa lén. Như thế này thôi thì là mình chỉ có trần văn đặt vào đây. Thế là xong. Cô bác anh chị khi sau khi trồng thì mình nên để vào chỗ không có gió, không có mưa, không bị lạnh, để cho cây nó hồi phục. Còn nếu mà cái cây su hào thì người ta lại trồng bằng cái cả một cái khay như thế này. Cả một cái khay như này thì về cô bác anh chị lại tước ra. Đó, tước ra một một miếng như thế này. Với cái thời tiết ở các quốc gia lạnh như Anh Quốc thì cô bác anh chị lên tách ra càng để nó bị hạn chế đứt cái rễ thì là nó càng chuẩn, thì cây nó càng nhanh hồi phục. Nó không như ở Việt Nam mình thời tiết nắng nóng. Khi mà các cái con giống ấy người ta cứ nhổ thành từng mớ, người ta bó lại. Chỉ cần tước là không cần một tí đất nào nó vẫn lên. Nhưng mà nó đặc biệt ở các quốc gia lạnh thì cô bác anh chị lên tận dụng là đừng để đứt nhiều rễ thì nó chuẩn hơn. Còn thay vì cũng như nhau mà đứt rễ thì nó phải mất đến 2 tuần hồi phục. Còn cái cây này thì chỉ trong vòng 5 ngày là nó phát triển trực tiếp thẳng một cánh cỏ bay luôn, không phải lăn tăn gì. Như thế này thôi. Thì thời điểm mà thời tiết nó còn lạnh thì cô bác anh chị lên để vào những chỗ mà kín đáo cho nó hồi phục cây, thì sau đó mình để ra ngoài. Đây là một trong những cái chậu mà như cái chậu cải, vườn cải đây Vinh nên năm nay để ngoài cả mùa đông. Thì mưa to quá thì cô bác chị biết là lại đục cái lỗ để cho nước nó thoát ra. Sau đó mùa hè nắng nóng, nhiệt độ nó ngốn nhiều nước quá thì Vinh đây lại dùng băng dính bít nó lại, thì lại trở thành cái thùng chậu không đục lỗ. Thì trên YouTube đã có rất nhiều clip mình chia sẻ tất tần 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 các loại rau Việt, cách chăm trồng như thế nào để cho nó hiệu quả. Cứ theo cái cách như này thôi là OTK là sẽ có những cái cây rau ăn thường xuyên. Thường thì cái tháng 3, tháng 4, tháng 5 là cái thời tiết rất hợp để cho cô bác anh chị trồng bắp cải, súp lơ, rồi là những cái cây rau cải, cải chip, cải thảo, cải ngọt, cải cay, mà làng cải, cải gì cũng được, là cô bác anh chị cứ trồng vào. Đây, chẳng hạn như cái chậu, những cái chậu kia là cái cải thép này là trồng từ năm ngoái, cái cây từ năm ngoái mà nó mỗi một cái chậu rất là nhỏ, không hề nhiều đất. Còn nếu mà to thì nữa thì là cô bác anh chị nhốc, có thể mình sẽ thay cái chậu này đưa sang cái thùng to hơn thì là nó sẽ chuẩn hơn. Chẳng hạn như bây giờ đây thì mình sẽ thay đất đưa sang cái chậu to để cho cái cây cải nó phát triển tiếp, thì nó sẽ có những cái lá rau cho mình ăn.
thỉnh thoảng rảnh thì lại đi ra ngắm để tỉa xem những cái sâu bệnh nó có tấn công không. Thì như thế này thôi, thì đã có những cái chậu rau tại vườn. Đây là những cái cây cải mà ăn thì cũng không lỡ ăn, nhưng mà nhìn ngắm thì nó cũng không khắc phê, rất là đẹp, rất là thích khi mà trồng rau tại vườn. Cảm ơn cô bác anh chị luôn quan tâm theo dõi, và đừng quên đăng ký kênh nhé để ủng hộ Vine có thêm cái động lực. Mình sẽ tận tâm chia sẻ tất cả các loại rau Việt sống và trụ được ở thời tiết lạnh ngay cả Việt Nam. Tất cả cái mô hình trồng bằng thùng chậu không đục lỗ, di chuyển theo thời tiết thời gian, cô bác anh chị có thể tận dụng trồng được tất cả khắp mọi nơi trong nhà, thậm chí trên tầng cao, tầng bao nhiêu cũng được hết. Ban công, lan can, bê vào trong nhà rất sạch sẽ, gọn gàng, không nhơ bẩn, đặc biệt là hiệu quả, không có sâu bệnh nữa. Xin chào.